Kính thưa tất cả quý vị khán giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, quý vị thấy hôm nay có ai đây đẹp trai dễ sợ không? Đây quý vị còn nhớ này không? Cái này là Tuấn Trần người lái xe. Mà hôm nay Tuấn đến nhà anh Quang Trường và chị Lê Lê. Vừa mới tới anh em rất là vui. Nhưng mà chúng ta để dành câu chuyện vui đó cho ngày mai ha Tuấn. Xin chào toàn thể khán giả của kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Rất lâu rồi Tuấn Trần mới được dịp lên sóng. Hôm nay rất là vui và hạnh phúc được đến thăm gia đình anh Quang Trường và anh Hoàng Duy Hùng ở tại mảnh đất Yên Bái. Không anh ạ. Hình như cái nhà này ông tuyên bố là khách sạn 7 sao có xứng đáng không nào? Rất xứng đáng nhỉ, một khách sạn rất là đẹp. Đẹp, nhà đẹp, nhưng mà cái quan trọng nhất là vợ chồng Quang Trường lo tận tụy. Tuấn thấy vừa mới tới thấy là Lê Lê lúc nào cũng bận suốt mà. Nấu ăn xong rồi giặt quần áo, lau nhà như vậy rất là tội nghiệp. Nhưng mà thưa với quý vị, anh em chúng tôi lên sóng chút xíu như vậy, quý vị thấy cái mặt tôi buồn ngủ rồi, tại vì sáng sớm từ sáng tới giờ 3 giờ sáng tới giờ tôi chưa có ngủ. Thì ngày mai hai anh em mình hứa với quý khán thính giả là 9 giờ rưỡi sáng mình livestream với bà con. Dạ vâng ạ. Mà livestream không phải là trên kênh gia đình, trên Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng thưa quý vị, livestream bên kênh Việt Nam Today của anh Quang Trường, tại vì tôi rất là dở công nghệ, tôi không mắc mờ cho nên phải nhờ anh Quang Trường giúp chuyện đó, đúng không anh Tuấn? Dạ vâng. Vậy thì ngày mai anh em mình ở bên kênh Việt Nam Today nha. Dạ vâng. Rồi vậy như vậy đi Tuấn, chào tất cả mọi người. Xin chúc sức khỏe mọi người, chúc mừng năm mới mọi người. Rồi ngày mai cho tha hồ mừng 3 Tết, chúc mừng năm mới tiếp nha. Rồi xin chào quý vị.